tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Rồi, chào cả nhà luôn. Rồi, lời nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì sáng nay hai anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn ở khu vực bờ chanh này nha cả nhà. Đó, bạn thấy quen quen không? Đây, khu vực bờ chanh này. Thì khu vực bờ này có mấy tay, khoảng chục tay không Tâm? Chứ không tới hả? Không tới. 5-6 tay gì nha các bạn. Rồi, thì bãi nào có dính thì mình sẽ bấm máy cho cả nhà xem nha. Để tránh mất thời gian cả nhà, thì khi nào dính thì mới bấm máy, còn nào không dính thì... Dính à, mới vô dính luôn hả? Ờ, à, anh đi, đang giới thiệu. Còn sống không? Chết rồi. Ôi ơi, con nhắn lái mà chết rồi mấy bạn ơi. Con ăn được không? Được. Gỡ ra thử coi. Cái này mới vậy ha. Ừ. Quá rồi. Mấy con đầu tiên mới hàng chết mấy bạn. Cỡ này giống bữa trước quá vậy. Cỡ này sao nó chết nhiều quá. Nắng quá. Mưa cũng nắng hét lại chịu không nổi. Mấy con đầu tiên chết rồi. Chết rồi, giờ mình gỡ nó từ từ. Giữ tài lưới lại đừng vớt con sao. Nó chết rồi, gỡ ngược lại nha các bạn. Nó chạy lại nó. Con này dám có chữa lắm, bụng mình đi. Có trứng. Rồi, coi như là mình có mồi nữa nha. Mồi giết ăn không nổi các bạn. Tối nghe mình nó đi sao nhái ra tài lưới gần nhà dính nè muốn hành mà chết nhắc nữa. Mồi cứng tủ chứ. Nhưng lưới này có mồi gắn hầm củ cải hoài luôn nữa. Ý là cách ngày anh em mình đi thăm ngày đó. Còn chết vậy đó, để 2-3 ngày chắc làm mắm luôn nha các bạn. Năm ngoái cả mùa này là ngày nào em cũng đi chứ. Năm ngoái lội buổi sáng buổi chiều luôn. Tại rồi, vì... thôi đây anh em mình đã xử lý gắn chết rồi đi. Sửa tài lưới lại rồi anh em mình đi thăm tiếp. Rồi cái nào có dính hay mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Khu vực này bữa nay mình có tài lưới nha mấy bạn. Này dẫn mấy bạn vô mấy đây chuối. Thế này cũng không hành lắm nha mấy bạn. Đâu ôi ơi nhổ đầy luôn hay chưa nhổ đầy nước lên nè. Em muốn lấy nha các bạn. Mày sao mày kiểu này đây ai đâu nhìn thấy. Một chút nữa mình văng lại nước lên quá trời nước lên các bạn ơi. Chơi lâu cục không ấy rồi. Rồi, táp rồi mấy bạn. Táp liền. Nó dậy. Lú gan khúc kìa bởi vì dễ táp lắm. Nên mình chơi hú nón rồi. Nó chắc loại mới sơ ý táp cạp cạp chạy chạy liền chứ. Gắn cục đuôi nữa chứ. Ai nuôi mày lớn. Đuôi ai nuôi mày lớn ha. Rồi cắt cái đó rồi ra rồi. Cắt dưới trên. Này cũng gỡ con mèo sơ ý một chút là nó quặp cái gớm máu rồi. Con này nó không cho cái đuôi thấy ghét đuôi bị chuột cắn chuột cắn cái đuôi nữa. Rồi con đầu tiên thứ hai chết chết con phải bạn con đầu tiên chết đây hành trang của anh em mình như mọi khi thôi. Túi này để đâm gắn mối nha. Đó, con lãi đầu tiên nè mấy bạn. Con lãi đầu tiên chết nha. Với mấy cái tài lưới mà đem theo đi xi cua hoặc có chỗ nào dặm thêm nha. Rồi, con đầu tiên nha cả nhà. Đây, sáng nay sao thấy trời ui ui nè. Giọng là đừng mưa nghe nắng trúng nè mấy bạn.
Rồi. Quả được hai em, một em sống một em chết. Đã giải thoát được lời nguyền một con nha. Mấy quận rồi mình thăm cái khu vực này có con lái không? Thế nữa thế hữu hành mà dính lại ngủ ha. Rồi nghe mình xử lý tài lứ này xong dăng lại mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà. Ở này mình có mấy tay nha. Con rắn nước mấy bạn ơi mà nó chết rồi. Nước. Trời ơi hèn chi bị con dĩ cắn nè chứ. Cắn lủng xương sống nè. Chứ mới với ngay cái đầu đó có gì đâu chết. Con gớm nhéo đó. Mày gùi để tửa thôi đó. Rồi xử lý nó thì bạn ơi. Cái này rắn chết quá nhiều bạn ơi. Rồi là bị sảy một con rắn khủng luôn các bạn. Ủa thay lưới mới hả? Thay lưới mới rồi để nó sảy nữa sao? Đây, được rồi em bé na ăn nhá ăn chuột mình không quay lại xé lưới luôn xé lủng tay lưới ngày mình thay tay lưới mới nè tay lưới mới đừng bắt bé na nó mới được chứ lưới cũ bắt không được chuyến này dính một em gắn nước bị con gì cắn chết này không biết nước sụp chưa là nó đi mà rồi ngày mình nó xử lý gắn chết này nha các bạn. Mày có dính bấm máy cho các bạn xem nha. Bữa nay sao chưa chân chết hết hai con rồi. Ba con chết hết hai rồi. Ba con chết hết hai rồi. Rồi mình đi đến bẫy tiếp theo nha. Đem về đây đi. Mình qua khu vực khác nè mấy bạn. Khu vực này bữa hôm này dính gắn lái không? Này dính gắn nước. Nước dính gắn nước nè. Được vậy mấy bạn. Đó ché luôn bạn ơi. Câu kìa. Chị. Ôi con này bự. Nhỏ đại luôn chứ. Quầm ta luôn. Ra anh hai. Lưới một cái vật nghĩa đất này. Bị rung rinh cây xa Bình Bát. Câu vô Bình Bát á. Cái này bự nha bạn. Bự. Rồi. Mới chạy nữa chưa. Nước quá trời nước rồi bạn ơi. Bự luôn mấy bạn. Cầm quầm ta luôn. Làm tay luôn các bạn ơi. Mình câu vô. Quay gắn nước nãy hùng ghê chưa các bạn. Đúng rồi, nó quay lại đó. Rồi. Ôi giời trời quất. Đó lòm luôn nha các bạn. Nhịp này mạnh quá các bạn. Rồi nãy mình đi dọc đường có anh em nó gặp hai anh em mình đi thăm rồi nó mua lại hai con ba con mà nó chết tình dụng con đó các bạn rồi nó mua lại hai con rắn nãy con chết với con sống anh em mình thấy thôi bán rẻ cho nó luôn cũng quen người quen nên bán rẻ cho nó luôn vớt tiền lớn lại các bạn. Anh em mình đi thăm ta mới đi thăm luôn mới con này là con thứ tư đó các bạn ơi. Con thứ tư chết dục hết con bán hai con này con thứ tư như thế nào mấy năm trước ít gắn nước năm nay gắn nước nhiều ở ngoài lòng anh Diễm nó bảo nó năm nay gắn nước nhiều má văn cũng có dính ít lắm dính ba hổ ngựa hổ hành lãi nhiều năm nay gắn nước không ngày dính ra gai rồi mập ghê nước này quá ngon một em gắn nước đỏ nha mấy bạn đây nó dẹp ha. Con gắn nước đỏ nha các bạn. Rồi để có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nè để nghe mình xử lý tay lưới lại sửa lại các bạn. Nước sát bên luôn. Rồi nào có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Quá trời gắn nước nó ngon các bạn ơi. Cái việc này anh em mình có tay nha mấy bạn. Nãy giờ lội sạc hắn luôn không dính. Nước nữa. Nước nữa hả? Sao nước nữa là sống con nhỏ con nhảy con trắng nha
Bữa nay vườn cặp cặp trắng cặp đỏ, ủa con trắng con đỏ ha. Bữa nay tính ra là 5 con đó các bạn. Con này là con thứ 5 rồi nè. Mà bây giờ nó xích lên đây rồi thôi. Nó không bự hung. Nãy thì chết hết con, bự hơn con này à, con chết nãy. Bự hơn con này 1 con. Chứ bán cho kia 2 con, dục 1 con, còn trong vỏ mình 1 con. Này buộc phải cắt nó là quá quằn. Con này màu trắng nè, dễ thương quá. Nghe màu đỏ, nghe màu trắng. Thang nước này lên dễ dính ngăn nước ha. Năm nay có, năm trước ngoái không có, năm ngoái nước nhiều lắm mà không có. Năm ngoái có nhưng mà tỷ lệ ít xịt ha. Dính gọi mùa chừng khoảng 5-7 kg ngăn nước hết mức rồi. Con này mới cỡ này mà nó dính không gài biết nhiều ngăn nước, ngăn nước nhiều. Năm ngoái đi cử hay cử mới được một con. Có coi clip này qua đã này, con này con trắng. Cứ coi clip này mà nè, ta đứng mình làm gì nữa bạn, nhưng mà bạn gì ở dưới Hồng Môn cũng gần khu vực mình, cách cũng có 6 cây số gì, cứ chạy lên đây rồi nghe mình sẽ hướng dẫn cho cách làm. Nói chung là nghe mình không có giấu nghề nha, mình chỉ cho mấy bạn cách văn là cách làm luôn. Lên gặp đi rồi mình chỉ cho, chứ còn nói gì khó lắm mấy bạn ơi. Để nữa có dịp nghe mình làm lứ, mình sẽ làm một cái clip nó phăng ra tay cho mấy bạn xem luôn. Mua lứ về sao sao rồi phăng sao sao. Nước một đỏ một trắng. Một trắng. Đây là hắc công tử với bạch công tử, thứ con hứa này phải hắc. Hắc bạch sông ma. Rồi nghe mình nó nè, sửa. Mấy bạn nhìn thấy ta lứ có nhiêu không? Trai này là có 4 tắc thôi nè mấy bạn. Đó. Tùy theo mấy bạn quê mình ở vùng nào, bờ bự bờ nhỏ, còn vùng đây bờ nhỏ nhỏ thì làm 4 tắc, 5 tắc, 6 tắc, 1 thước 2 là hết mức chứ không có làm dài nữa. Nói đây thì nó cũng mơ hồ quá, để nữa có dịp mình sẽ làm một cái clip chia sẻ cách làm lưới gắn cho cả nhà xem nha. Rồi thôi anh em mình đi thăm bẫy tiếp tục nha cả nhà. Cái này cũng chưa rồi, nắng quá nắng rồi. Cái lưới nữa bỏ mà còn dính. Chào tất cả các bạn nha, anh em mình về tới nhà nha mấy bạn. Rồi cho anh em mình kết thúc cái clip này luôn nha mấy bạn. Thì thành quả bữa nay là được 5 con nha mấy bạn. Nãy mình dọc đường bán hết 2 con. 2 con hả? Dục 1 con. Chết dục 1 con, còn 2 con nước nữa mấy bạn. Con này số con mối. Rồi một đây là một đống lưới thư luôn. Đây. Ai cũng ngắn nước nữa đó nha mấy bạn, con đỏ con trắng quá, bạn ơi. Con đỏ con ngắn già đỏ chập đã quá. Con màu đỏ con màu trắng chứ. Con đỏ con trắng. Rồi. Cái này được rồi, hơn nửa kia con mối gì một chút bạn ơi. Rồi. Xong. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Rồi. Chào mấy bạn luôn. Rồi, cho anh em kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thành quả của anh em mình hôm nay được nhiều là cũng tạm ổn nha cả nhà. Nói chung là cũng không thắt mà cũng không trúng. Cũng được 5 chú mà bán hết 2 rồi. Nó xịn hết con dục, còn là 2 con ngắn nước nha. Có 1 con đỏ và đang ngon quá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.